thiệu với cả nhà một bộ đồ hơi bị lạ ha, rằng ri. Thật ra bộ đồ này là bộ đồ của cố vấn những thiên thần mũ đỏ ha. Chắc anh em chơi đồ sưu tập gì không lạ gì tên những thiên thần mũ đỏ. Còn muốn biết thêm chi tiết của nó thì cứ lên Google search. Đó không có nói sâu và nói xa về bộ đó. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu một mọi người về một bộ đồ Small Shop, size nhỏ nhất của những thiên thần mũ đỏ. Bộ đồ này đang trong tình trạng là đẹp 95% anh em ha. Nó là size nhỏ nhất, size Small Shop, dành cho những bác nào mà thật ra thì chỉ tầm khoảng như tớ thôi, 1m7 đổ lại và nặng dưới 70kg là hợp lý ha. Đừng thấp quá và cũng đừng nhỏ ký quá. Bộ đồ này thì nói chung là trong tình trạng đẹp hoàn hảo, không lỗi ha. Và độ mới của nó chỉ có 95%. Và nó chuẩn hàng cấp phát của chế độ cũ nha các bạn, chứ không phải là hàng mới sản xuất hay là hàng tái bản hay là hàng giận ha. Nó là chuẩn hàng xưa. Tuy nhiên trên này sẽ có một cái vài tem rin ngày xưa và cũng có một vài tem thêm sau, là bởi vì thời gian nó có thể bị mất mát hư hao thôi, nhưng mà đã được bổ sung lại đầy đủ. Thì đây giới thiệu mọi người, tay áo thì tới sáng lên cho nó gọn gàng, cho đúng cái hình mà của anh lính nhảy dù ngày xưa ha. Và bộ đồ nó là như thế này đây, để quay một vòng cho mọi người xem ha. Thật ra cái nón này hơi chật, cái nón này không phải là của bộ đồ này. Cái nón này là nón tái bản sau này thôi, nhưng mà tái bản rất tới nha các bạn nha, ở Sài Gòn. Chẳng qua là không thể mua được nón xịn thì tớ mua đại cái nón này về sưu tầm đỡ cho có hàng thôi. Nhưng mà nó tái bản theo hình thức là cũng sự may ngày xưa, cũng những người xưa và cũng công nghệ ngày xưa họ làm. Chẳng qua là họ làm theo nhu cầu thị trường bây giờ, nên nó vẫn là đồ mới bây giờ các bạn ha. Chứ còn nó là vẫn là một form ngày xưa. Anh em có thể lên trên mạng dễ dàng mua cái nón này của mấy anh em ở Sài Gòn, họ bán tầm 2 triệu đến 3 triệu gì đó thôi, khoảng khoảng đó. Còn đồ chuẩn đồ xưa thì đắt cái nha, đắt lắm luôn á các bạn. Rồi, bộ đồ này giá của nó trên dưới 20 triệu nha, không thấp được nha anh em. Anh em cứ nghĩ là có một cái quần, một cái áo mà nhiều khi sợ tại sao đắt vậy. Thật ra là bởi vì nó là quần và áo thì do trong quá trình sử dụng nó bị hư hao rất là nhiều bản thân. Ví dụ như bộ đồ này tới mà nếu mà tới mặt thì chỉ cần một mùa mưa nắng thôi là tan nát ngay. Nếu mà gọi đúng nghĩa là mặc như quần rồi ngày xưa thì đúng một mùa mưa nắng là phải qua mùa sau thì có phát quần khác thôi, chứ còn không thể giữ được như vậy. Nên năm ra để có một cái bộ đồ sơ mi và quần mới như vậy thực sự là một điều rất khó. Chính vì vậy giá của nó cũng rất cao nha anh em. Nhìn thì nó cứ như đồ rằng ri quân đội bộ đội bây giờ ha, nhưng thật ra là không phải ha. Để tớ đứng gần gần cho anh em xem tí nè. Ok, anh em nào quan tâm thì call trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0913410303, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết nha. Đó, ok. Rồi, giờ tớ chụp vài tấm hình nha, rồi có gì anh em nào cứ quan tâm call trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại của mình nhắc lại là 0913410303. Đăng ký kênh để xem thêm những dòng sản phẩm khác độc đáo của mình ha anh em ha. Chào anh em. Chắc là khi đi sát cùng với cái này thì sẽ có nhiều anh em hỏi cái túi này là túi gì ha, thì tớ cũng giới thiệu với anh em luôn. Cái túi này nó đeo ở phía sau đít dưới xa ba lô á, chắc là tớ nghĩ để nó đựng một cái túi ngủ, một cái đồ thiết bị gì bên trong này ha. Bởi vì hiện tại thì tớ đang bỏ một cái áo pilot trong này, nhưng mà căn bản á là nó có thể để được hai cái áo pilot thôi khi mình dựng đứng cái túi này lên ha, và như vậy. Nhưng mà thực ra tớ nghĩ là cái lớp này là lớp chống, có tạm gọi là chống ướt ha, thì tớ nghĩ nó để cái bộ đồ ngủ hay cái gì đó chấm ướt vào đây. Và đây là cái hướng dẫn sử dụng của cái túi này, anh em chắc là không lạ gì. Nếu mà nhìn vô cái này chắc là nếu mà đã chơi đồ lính thì sẽ không lạ gì cái túi này ha. Giá của cái túi này là 2 triệu nha, mới gần như mới cứng không lỗi nha anh em. Và nếu mà mình gấp cái đó vô và mình cũng đậy lại bình thường thì y như một cái túi sách máy hình ha. Anh em là chơi máy chơi móc đồ này nọ thì có thể nghiên cứu cái túi này. Để ta coi cái túi này là sinh năm bao nhiêu đây. Theo mờ mờ đây thì cái túi này nó sinh năm 1948 nha anh em. 1948. Theo mờ mờ đây là vậy. Đây là nó còn trước chiến tranh Việt Nam này ha, trước khi lính Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam, có thể là giai đoạn chiến tranh lạnh đó. Đó, cái túi rất là đẹp nha, trong tình trạng hoàn hảo không lỗi lầm nha anh em. Giá là 2 triệu, anh em nào quan tâm thì call trực tiếp cho mình sẽ chụp hình chi tiết cho anh em ha. Ok, chào anh em nha. Chào cả nhà.